Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là hiển thị phần trăm pin cho con Oppo F5U nhé. Đây các bạn để ý này, mặc định thì cái con điện thoại này nó sẽ không hiển thị cái phần trăm pin cho chúng ta nhé. Thì bây giờ mình sẽ bật phần trăm pin lên cho nó nhé. Các bạn sẽ vào cho mình là cài đặt này. Đây các bạn để ý này, cái quả pin của chúng ta nó chưa có phần trăm hiển thị lên nhé. Các bạn sẽ chọn tiếp cho mình vào cái mục đó là thanh trạng thái và thông báo này. Đó, thì các bạn để ý ở phía cái phần thanh trạng thái này, các bạn để ý cái mục đó là phần trăm pin này, các bạn chỉ việc bật nó lên thôi nhá, là ok. Đây mình sẽ bật nó lên này. Đó, các bạn để ý là ngay lập tức thì cái phần trăm pin của chúng ta nó đã hiển thị lên rồi này. Đó, tương tự như vậy, nếu mà các bạn muốn tắt đi thì các bạn chỉ việc tắt cái nút này đi thôi nhá. Đó, rồi mình sẽ bật cái phần trăm pin lên. Ok. Như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là hiển thị phần trăm pin cho con điện thoại Oppo F5U thành công rồi nhá. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.